Chương 3 của giáo trình Editor A1 nói về chuyện ăn uống. Qu'est-ce qu'on mange? Và để kết thúc chương 3 này, chúng ta hãy đọc một cái bài học thêm. Bài học thêm này có đề tựa là làm thế nào để luộc chín những trái trứng. Comment cuire les œufs durs? Đây là một vấn đề rất đơn giản, tưởng chừng như ai cũng có thể làm. Nhưng qua bài này chúng ta học thêm một số từ liên quan tới việc nấu nướng ở trong nhà bếp. Comment là thế nào, cuire làm cho chín, les œufs durs. Chúng ta để ý, đây là một trường hợp đặc biệt. Một trái trứng chúng ta phát âm là un œuf. Nhiều trái trứng chúng ta phát âm là des œufs, un œuf, des œufs. Làm thế nào để nấu, làm cho những trái trứng nó cứng lên. Dure là một tính từ, có nghĩa là cứng. Và ngược nghĩa của dure là mềm, mu. Masculine là mu và feminine là mol. Mu là mềm, mol cũng là mềm, giống đực và giống cái. Dure là cứng. Làm thế nào để nấu chín những trái trứng luộc? Giai đoạn thứ nhất, étape numéro 1. Déposer les œufs en une seule couche dans une casserole et couvrir ceci d'eau froide. Déposer là đặt. Đặt những trái trứng chỉ có thành một lớp ở trong một cái son. Couche là một lớp, casserole là một cái son. Rồi bao phủ những trái trứng này bằng nước lạnh. Chữ D này là bằng eau froide, là nước lạnh. Ở đây chúng ta có danh từ là une casserole, là một cái son. Và một nước lạnh là l'eau froide, nước lạnh. Ngược nghĩa là l'eau chaude, là nước nóng. L'eau devrait recouvrir les œufs d'au moins un pouce. Pouce là một đốt ngón tay, là một cái ngón cái. Nước phải ngập lên trên trứng ít nhất là một ngón cái. Couvrir la casserole avec le couvercle. Couvrir là bao phủ, trùm lên trên cái son bằng một cái vung. Để chúng ta có thể học được bốn từ ngữ. Une couche là một lớp. Une casserole là một cái son. Un couvercle là cái nắp vung, l'eau froide nước lạnh, eau chaude là nước nóng. Và chúng ta coi cái hình minh họa. Đây là một cái son, une casserole là cái son thì nó có cái tay cầm. Và cái nắp vung để đậy lên trên cái son này là un couvercle. Một lớp trứng, chúng ta xếp trứng thành một lớp, không xếp chồng lên. Un couche. Đặt các quả trứng vào trong cái son thành một lớp và cho nước lạnh ngập trứng khoảng một ngón tay, rồi đậy nắp vung lại. Giai đoạn thứ hai, à feu vif, amener les œufs à forte ébullition. Feu vif là lửa mạnh, lửa to, ngược lại là le feu doux là lửa nhỏ. Với lửa mạnh, các bạn làm cho trứng nó sôi lên rất là mạnh, sôi nhiều. Ébullition là sự sôi của một chất lỏng. Chất lỏng khi được đun nóng lên thì nó sôi. Ở đây sôi thật là nhiều. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba, retirer du feu et laisser reposer les œufs dans l'eau pendant 10 à 12 minutes. Chúng ta bớt lửa đi, rồi để cho những trái trứng nó cứ nằm ở trong nước. Nước này là nước sôi. Pendant là trong vòng 10 cho tới 12 phút. Giai đoạn thứ tư, rincer immédiatement sous l'eau froide courante. Chúng ta đã coi ở bên trên, l'eau froide là nước lạnh, immédiatement là trạm từ là ngay lập tức, rincer là chúng ta rửa cho nó hết một cái chất gì đó. Chẳng hạn như chúng ta đánh răng, sau đó chúng ta phải rincer để cho hết cái xà phòng đánh răng. Chúng ta giặt quần áo, chúng ta phải rincer để cho nó hết cái nước xà bông đi. Và ở đây chúng ta cho trái trứng dưới cái vòi nước đang chảy, l'eau froide courante, ngay lập tức. Un refroidissement rapide contribue à prévenir la formation d'un nanovers autour du jaune d'œuf. Jaune d'œuf là lòng đỏ trứng. Ở đây chúng ta gọi là lòng đỏ. Và chúng ta coi lại hai cái thành phần của một trái trứng. Un jaune d'œuf là jaune là màu vàng, đây là cái lòng đỏ trứng.
Un blanc d'œuf, blanc là màu trắng, un blanc d'œuf là lòng trắng trứng. Như vậy trong cái phần phía sau này chúng ta khi luộc trứng 10 cho tới 12 phút sôi ở trong nước sôi thì chúng ta cho trái trứng xuống dòng nước lạnh đang chảy để tránh phòng ngừa cái việc mà có một cái vòng nó màu xanh như thế này nó tạo xung quanh cái lòng đỏ trứng. Người ta gọi là ananove, ano là cái vòng, ve là màu xanh lá, ô tua xung quanh cái lòng đỏ trứng. Muốn tránh cái chuyện này thì chúng ta phải ngay lập tức đưa trái trứng xuống cái vòi nước đang chảy. Rinse là rửa bằng nước. Sau đây là một số các cái lời khuyên. Utilisez les œufs ayant séjourné le plus longtemps au réfrigérateur. Réfrigérateur là tủ lạnh. Các bạn hãy sử dụng những trái trứng nó đã được lưu lại ở trong tủ lạnh càng lâu càng tốt. Ca là bởi vì moins les œufs sont frais, plus ils sont faciles à peler. Peler là gọt vỏ trái cây, ở đây tức là lột cái vỏ của trái trứng. Bởi vì trái trứng mà càng ít tươi, tức là càng để lâu, thì chúng càng dễ lột vỏ. Pour peler les œufs cuits durs, để lột vỏ những trái trứng đã luộc. Craqueler la coquille sur une surface dure. Craqueler là làm cho nó nứt, làm cho cái vỏ trứng nó nứt ở trên một cái bề mặt nó cứng, chẳng hạn như mặt bàn. Chúng ta đập trái trứng xuống để cho cái vỏ nó rạn nứt ra. Et rouler l'œuf dans les mains pour décoller la coquille. Coquille là cái vỏ cứng. Rồi sau đó lăn cái trái trứng ở trong tay của chúng ta để cho cái vỏ cứng này nó lột ra. Commencez à peler par le gros bout. Chúng ta bắt đầu lột cái vỏ trứng bằng cái đầu to của trái trứng. Tenir sous un jet d'eau froide. Và chúng ta để trái trứng dưới một cái vòi, một cái làn nước lạnh. Hoặc là tremper là nhúng. Dans un bol d'eau, nhúng trong một bát nước. Pour faciliter le retrait de la coquille. Để làm cho cái việc lấy cái vỏ ra nó được dễ dàng. Và chúng ta coi cái hình của trái trứng như thế này. Và đây là hình một trái trứng luộc được cắt ngang ra và người ta nói là chúng ta đập cái vỏ cho nó nát ra, cho nó rạn ra để chúng ta có thể bóc. Thì chúng ta đập bằng cái đầu to, đầu kia là đầu nhỏ, đầu to, người ta gọi là le gros bout. Và chỗ này chúng ta thấy cái phần trắng này gọi là un blanc d'œuf, cái phần đỏ này người ta gọi là un jaune d'œuf, chính ra nó là màu vàng. Tiếng Việt chúng ta gọi là màu tròng đỏ, tròng trắng. Và chúng ta lại nhắc lại, đây là một cái son, une casserole, và cái nắp son là un couvercle. Craqueler là làm cho nó rạn nứt ra. Chúng ta đập cái trái trứng xuống một cái bề mặt nó còn bề mặt cứng như là mặt bàn để làm cho cái vỏ trứng nó rạn nứt ra. Rồi sau đó chúng ta lăn ở trong bàn tay để cho cái vỏ nó được lột ra. Pour savoir si un œuf est cuit dur, faites-le tourner sur lui-même. Để xem là một trái trứng nó đã chín hẳn chưa thì chúng ta quay nó ở trên, quay cái trái trứng đó. Xí này là đã hay không, có hay không. S'il tourne là nếu trái trứng nó quay. C'est un œuf cuit dur thì trái trứng đó đã chín. S'il vacille, c'est un œuf cuit. Và nếu mà nó lúc la lúc lắc thì đó là một trái trứng còn sống. Và để chúng ta có hai tính từ, cuit là đã chín, đã nấu chín, còn cru là còn sống, chưa chín. Và chúng ta vừa học một cái bài rất là đơn giản để luộc một trái trứng. Và qua cái bài này chúng ta có thể nhớ được một số các cái động từ để chúng ta có thể dùng ở trong việc nấu nướng ở trong bếp.